chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Bà Lan kinh ngạc với gia thế nhà Mai Anh. Mời các bạn cùng xem tập 30, nơi giấc mơ tìm về. Gia đình Gia An và Mai Anh gặp mặt để bàn chuyện kết hôn. Đàn em của bố Mai Anh cũng xuất hiện trong buổi gặp này. Ông Kình vô cùng bất ngờ khi gặp người này ở đây. Thân thế của Mai Anh cũng dần sáng tỏ. Trong tập 30 bộ phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về, Phương giới thiệu cho bà Lý về mô hình du lịch mới mà cô mong muốn thực hiện. Tại đây, du khách được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, thu hái nông sản. Du khách thực sự sẽ sống trong cuộc sống của người nông dân với những phương tiện hỗ trợ nông nghiệp tiên tiến. Đây là mô hình mà Lala nên nghĩ đến, Phương nói. Bà Lý nhận thấy Phương vẫn rất tâm huyết, chạy đôn chạy đáo vì công việc, không giống người đã xin nghỉ. Phương giải thích cô đã vào Lala trước khi gặp Gia An cho nên cô không thể để chuyện cá nhân xen vào chuyện công việc. Hơn nữa, ý tưởng Farmstay là của cháu nên cháu cần có trách nhiệm với nó, Phương khẳng định. Cô cũng bất ngờ gặp lại người đàn ông tên Mạnh. Ông sang mời bà Tâm uống trà và đàm đạo về thơ. Tuy nhiên, bà Tâm từ chối với lý do đi tìm cháu gái. Cháu gái mà bà Tâm nhắc đến chính là Mai Anh. Gia đình Gia An và Mai Anh gặp nhau để bàn chuyện hôn nhân. Gia đình Mai Anh gọi những món đắt nhất trong thực đơn để chiêu đãi thông gia tương lai. Rất cảm ơn bố mẹ Mai Anh nhưng nhà trai mong muốn được đón tiếp nhà gái. Như vậy mới phải đạo, bà Lan nói. Bố mẹ Mai Anh đồng ý và tặng Gia An một món quà gặp mặt. Đây là món đồ theo bố một đời oai hùng. Bố Mai Anh vừa giới thiệu vừa mở hộp quà ra. Ông ta tặng Gia An một sợi dây chuyền bằng vàng giống dân xã hội đen hay đeo. Đúng lúc này, đàn em của bố Mai Anh đến. Ông Kình hốt hoảng khi gặp người đàn ông này. Ông ta là ai? Ông ta đã gây ra chuyện gì khiến ông Kình bàng hoàng như vậy? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.